Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 447 ngày 1 tháng 4 năm 2020 về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Việc công bố dịch thể hiện sự cương quyết của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương dồn mọi nguồn lực để dập các ổ dịch, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân. Quyết định công bố dịch COVID-19 tại nước ta của Thủ tướng Chính phủ đã được thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đây là cơ sở pháp lý để Chính phủ và các bộ ngành chuẩn bị sẵn sàng cho việc công bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh trong trường hợp dịch bệnh lây lan trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước. Cái việc công bố toàn quốc ấy là biểu hiện rằng là cái việc nó đã có cái tính chất lây lan ra cộng đồng và có nguy cơ của nhiều tỉnh, thành phố. Sau khi có công bố dịch thì đòi hỏi phải quyết liệt hơn, đặc biệt là chính quyền các địa phương áp dụng những cái biện pháp, tất nhiên là không trái luật nhưng phải thực hiện quyết liệt hơn, và người dân cũng phải tham gia vào cái công tác phòng chống dịch. Trước kia chúng ta cũng đã hành động nhưng chưa hành động một cách quyết liệt, thì giờ như là một cái thúc đẩy để cho phải hành động. Việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc không chỉ có ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch mà còn để mọi người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công tác này. Để làm tăng thêm cái tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chống dịch này trên từng địa bàn, trong từng ngành. Mục tiêu thứ hai là cũng để người dân nhận thức rõ hơn cái trách nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện các cái chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của ngành y tế, thực sự mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch. Ngoài ra, đây cũng là sự khích lệ với những chiến sĩ tuyến đầu trong việc góp phần đẩy lùi dịch COVID-19. Thủ tướng đã cho áp dụng các chế độ chính sách đó với các lực lượng tham gia chống dịch, là những người ở tuyến đầu và trực tiếp chống dịch được hưởng cái chế độ này từ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Đây là một sự động viên khích lệ của Thủ tướng Chính phủ, cũng là của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trực tiếp tham gia chống dịch ở tất cả các ngành, các cấp trong cả nước. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định công bố dịch là điều hết sức cần thiết, có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc, góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn đề nghị tất cả những ai có trùng lịch trình di chuyển với bệnh nhân số 237 phải liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật địa phương để theo dõi sức khỏe. Lịch trình di chuyển chi tiết của bệnh nhân COVID-19 thứ 237 như sau. Ngày 11 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 năm 2020, khách sạn Ngọc Anh cơ sở 2, số 38 Lương Văn Tụy, Ninh Bình. 9 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 3 năm 2020, đi xe limousine từ Ninh Bình lên Hà Nội. Ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2020, ở tại khách sạn Canary Hà Nội số 4 Vũ Hữu Lợi, Hà Nội. Ngày 22 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, ở tại khách sạn South Star số 2 ngõ 25 Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên. Ngày 26 tháng 3 năm 2020, bị tai nạn, được xe 115 đưa vào Bệnh viện Việt Pháp. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, khám lại tại Việt Pháp. Ngày 1 tháng 4 năm 2020, cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển sang Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Bộ Y tế đề nghị tất cả những ai đã đến các địa điểm nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn, theo dõi sức khỏe. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới ngành du lịch. Lượng khách đến các khu điểm du lịch của tỉnh trong quý 1 giảm mạnh. Trong quý 1, toàn tỉnh ước đón 1,4 triệu lượt khách, bằng 42% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách nội địa là 1,3 triệu lượt, bằng 40%. Khách quốc tế là 162.000 lượt, bằng 71% so với cùng kỳ.
doanh thu ước đạt trên 761 tỷ đồng, bằng 53% so với cùng kỳ năm 2019. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho du khách và nhân dân địa phương, từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, các khu điểm du lịch thực hiện nghiêm việc dừng các hoạt động đón khách tham quan. Sở Du lịch chỉ đạo các cơ sở lưu trú tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và kiểm soát chặt chẽ khách đến từ vùng dịch, kịp thời thông báo để các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Là bệnh viện tuyến huyện đầu tiên của tỉnh đang thực hiện cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, ca bệnh 170 của Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch. Tại khoa truyền nhiễm đã thực hiện nghiêm việc cách ly theo quy định, phân công kiếp trực, nỗ lực điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân có sức khỏe ổn định. Hiện tại thì sức khỏe bệnh nhân tương đối ổn định, bệnh nhân không sốt và tiến triển rất là tốt, thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cái trang thiết bị và thuốc men, và chúng tôi sẵn sàng điều trị với những cái bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 để tránh lây lan ra cho cộng đồng. Hiện bệnh viện đã và đang thực hiện cách ly 29 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại phòng khám đa khoa khu vực Cồn Thoi. Hiện tất cả các trường hợp cách ly đều có sức khỏe ổn định. Cơ quan đã bố trí phòng, nơi ăn, ngủ, sinh hoạt cho bệnh nhân. Qua một lần xét nghiệm thì 29 bệnh nhân này hiện tại là âm tính. Thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, vẫn phải tiếp tục theo dõi cách ly đủ thời gian 14 ngày. Và hàng ngày có hai thầy thuốc y bác sĩ xuống trực tiếp phòng bệnh, thăm khám triệu chứng, nhiệt độ huyết áp, là hàng ngày cũng phun khử khuẩn quanh khu vực cách ly. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bệnh viện đã sử dụng biện pháp kiểm soát thân nhiệt tất cả những người ra vào nhằm tăng hiệu quả sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra vào bệnh viện, phun khử khuẩn. Ở nhà thì biểu hiện chỉ ho sốt, đến đây là khám bác sĩ, khám tận tình, tư vấn cho tôi. Từ đó tôi biết là bệnh tình sẽ chủ động chống chóng dịch bệnh cho mình. Ngoài cái hoạt động chuyên môn chung thì công tác điều trị cho bệnh nhân dương tính cũng như là các bệnh nhân mà trong khu cách ly thì đảm bảo theo đúng quy định. Cái tình hình diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp thì bệnh viện chúng tôi cũng đang tập trung tối đa các cái quy trình rồi phân luồng khám là đều đảm bảo theo đúng hướng dẫn. Nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh, bệnh viện cũng đã ra thông báo tạm ngừng hoạt động khám, kiểm tra sức khỏe tại các phòng khám khu vực, tuyên truyền người dân đi khám bệnh khi thật cần thiết, tích cực phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh, thân nhân và khách đến liên hệ công tác. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người dân cần hạn chế đến những nơi tập trung đông người để phòng chống và hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp bắt buộc phải đến những nơi đông người như trung tâm thương mại, siêu thị, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, cũng là để bảo vệ gia đình và cộng đồng. Dưới đây là một số điều mà mỗi cá nhân cần làm khi đến những nơi tập trung đông người. 1. Luôn phải vệ sinh đôi bàn tay, rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch. Đây là biện pháp tuy đơn giản nhưng hiệu quả trong việc phòng chống dịch bệnh. Các thời điểm rửa tay cần thiết là sau khi ho, hắt hơi, sau khi cầm, nắm, tiếp xúc với các vật dụng có nguy cơ như nút bấm thang máy, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can. Sau khi đi vệ sinh, sau khi vệ sinh cho trẻ, trước khi ăn, khi bàn tay bẩn, trước khi vào và sau khi ra khỏi khu dịch vụ. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì có thể dùng dung dịch sát khuẩn tay đã được Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành còn hiệu lực, hoặc dung dịch cồn y tế chứa ít nhất 60% cồn để diệt khuẩn tay. 2. Hạn chế đưa tay sờ lên mắt, mũi, miệng. Người dân cần hạn chế đưa tay sờ lên mặt, đặc biệt là các khu vực như mắt, mũi, miệng, không đi tới những nơi tập trung đông người nếu có các biểu hiện sốt hay ho, khó thở, mệt mỏi hoặc nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. 3. Luôn che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Khi ho hay hắt hơi, người dân phải luôn che mũi và miệng, có thể sử dụng khăn vải hoặc khăn giấy. Khăn giấy sau khi sử dụng để che mũi, miệng phải được bỏ vào thùng rác có nắp đậy và phải rửa sạch tay sau đó. 4. Luôn sử dụng khẩu trang đúng cách.
Khi đến những nơi tập trung đông người, người dân phải luôn sử dụng khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế và bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng rác, tuyệt đối không khạc nhổ bừa bãi. Nếu bản thân thấy có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở, đau họng, hãy thông báo ngay cho người làm việc tại khu dịch vụ để được hướng dẫn và hỗ trợ. Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB mới công bố, tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự tính giảm mạnh trong năm 2020 xuống mức 4,8%, chịu tác động cú sốc ban đầu về nguồn cung do ảnh hưởng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Để hỗ trợ các hoạt động kinh tế, đầu tháng 3 năm 2020, chính phủ đã đưa ra gói hỗ trợ tín dụng trị giá 10,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 0,4% GDP, bao gồm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm các loại lãi suất và phí. Chính phủ cũng đưa ra hai gói hỗ trợ ngân sách trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ và dự tính các hỗ trợ về mặt ngân sách của chính phủ sẽ còn tăng lên. Ngân hàng nhà nước cũng cắt giảm các lãi suất chính sách từ 0,5 đến 1%. Hạ trần lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam với các kỳ hạn dưới 6 tháng và hạ trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam đối với những lĩnh vực ưu tiên. Theo nhận định của báo cáo triển vọng phát triển châu Á, nền tảng của kinh tế Việt Nam vẫn được duy trì. Nếu đại dịch được khống chế trong nửa đầu năm 2020, nền kinh tế sẽ phục hồi trở lại với mức tăng trưởng là 6,8% trong năm 2021 và nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong trung và dài hạn. Là một xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Nho Quan, xã Quảng Lạc luôn quan tâm đến công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, nỗ lực trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Là xã có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cao, chiếm trên 80%, do đó một trong những giải pháp quan trọng để xã Quảng Lạc giúp người dân giảm nghèo đó là tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh thâm canh, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp tục nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả như chăn nuôi gia súc gia cầm để tăng thu nhập. Đồng thời, với điều kiện tự nhiên sẵn có, người dân chú trọng trồng và khai thác kinh tế rừng. Bên cạnh đó, địa phương cũng khảo sát nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất của các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo thuộc chương trình 135, trong đó có 134 hộ đăng ký tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đề nghị hỗ trợ trâu bò sinh sản, máy cầm tay và phân bón. Năm 2019, xã đã cấp phát 6 con bò cho 6 hộ thuộc dự án. Nhờ những giải pháp thiết thực hiệu quả, đến nay, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt khoảng 33 triệu đồng. Năm 2019, cả xã có 93 hộ nghèo, chiếm 5,44% theo tiêu chí nghèo đa chiều, đã giảm 1,15% so với năm 2018. Gần 2 tháng qua, Viện Nghiên cứu Kinh Thành phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh đã tiến hành khai quật các hố thám sát tại di tích Đền Lăng Công Chúa thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, qua đó phát hiện nhiều hiện vật giá trị. Các cán bộ khảo cổ học, nhà nghiên cứu tiến hành mở hai hố khai quật với tổng diện tích khoảng trên 200 m². Trong đó, tại vị trí đỉnh đồi, khi đào hố sâu từ 1 đến 2 mét, đã xuất lộ một cụm gạch ngói bị vỡ, nhiều chỗ gạch chồng lên nhau. Dải ngói có chỗ thì có xu hướng thấp và dốc dần theo triền đồi. Trong khi đó, hố thứ hai dưới chân đồi phải khai quật sâu tới 9 mét mới xuất lộ di tích. Di vật được tìm thấy chủ yếu là gạch vỡ, trong đó có gạch in nổi chữ Quốc và một phần dấu vết khung in chữ Hán. Các nhà khoa học đã nhận định nhiều khả năng đây là gạch Đại Việt Quốc Quân Thành Chuyên như đã tìm thấy tại khu di tích cố đô Hoa Lư trong các đợt khai quật trước đó. Cái giá trị nổi bật ở đây tức là mặc dù là làm cách kinh đô Hoa Lư khoảng cách là theo khoảng 3,6 km theo đường chim bay. Đấy, nhưng mà các cái dấu ấn về trang trí bộ mã thì nó giống hệt như cung điện. Đó là giải mã về cái khu vực đền này liên quan đến một công chúa nào đó ở thời Đinh Tiền Lê mà đã từng được nhà Đinh và Tiền Lê đã xây dựng. Về trang trí kiến trúc, các nhà khoa học phân tích trong thành phần của giải gạch ngói này tìm thấy các đầu ngói ống trang trí hoa sen cùng một số mảnh tượng uyên ương gắn trên ngói úp nóc. Có kích thước khá lớn, bề ngang dẹt, các lớp cánh và đôi được tạo rõ nét. Đây chính là mô típ tượng vịt đất nung phổ biến thời kỳ nhà nước Đại Cồ Việt. Cùng với đó, dựa trên những mảnh vụn được dồn đống lại, những dự đoán về có hoạt động sản xuất vật liệu kiến trúc dưới thời Đinh, Tiền Lê cũng được đưa ra.
Điều đáng lưu ý, đây là lần đầu tiên khảo cổ học phát hiện được dấu tích kiến trúc thời Đinh, Tiền Lê ở bên ngoài khu vực Kinh Đô Hoa Lư. Khu vực này trước đây rất có thể là công trình kiến trúc tôn giáo nhằm phục vụ đời sống văn hóa tâm linh của Kinh Đô Hoa Lư. Với việc không tìm thấy bất cứ loại hình vật liệu kiến trúc nào của các giai đoạn sau từ thời Lý đến thời Lê Trung Hưng, cho thấy sau khi nhà Lý rời đô về Thăng Long, di tích này dần rơi vào lãng quên. Ở đây cũng sẽ cho chúng ta biết được về một cái vết tích kiến trúc tôn giáo mà hiện nay chỉ mới có những vật liệu, còn cái kiến trúc nó to nhỏ thế nào, hình hài thế nào thì chúng ta chưa biết. Thế nhưng cái mà giá trị quan trọng nhất mà chúng ta có thể nhận được qua cái di vật đó chính là những cái nghệ thuật trang trí nổi bật của từ thời Đinh. Đây là một trong tư liệu cực kỳ quan trọng đối với khi nghiên cứu về lịch sử của nhà Đinh cũng như là lịch sử của Ninh Bình sau này. Qua cái đề tài này thì từ những cái cứ liệu khoa học đó thì chúng ta đưa ra cái phương án bảo tồn cũng như là để chúng ta phát huy những cái giá trị như này, chúng ta sẽ đưa ra cái phương án bảo tồn như nào, có thể là tạo ra một cái điểm đến cho khách du lịch tìm hiểu thêm về cái kinh đô thế kỷ 10 cũng như là cái cơ sở kinh tế của thế kỷ 10 như thế nào. Những dấu vết kiến trúc, những di vật được phát lộ bổ sung tư liệu, luận cứu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu nhận diện một hành đô cổ, hay còn gọi là kinh đô dã chiến trước khi xây dựng kinh đô Hoa Lư của thời kỳ đầu nhà nước Đại Cồ Việt, nơi Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh chỉ đạo quân đội tạo thế phòng thủ vững chắc, dẹp yên mầm mống đe dọa từ các thế lực cát cứ, vừa chỉ đạo xây dựng đất nước, vừa xây dựng kinh thành và giữ yên bờ cõi khỏi họa xâm lăng. Qua đó, truyền tải thông tin sâu rộng hơn, phong phú hơn về diện mạo, hình thái, giá trị di sản văn hóa thời Đinh, Tiền Lê ở Hoa Lư, Ninh Bình trong tiến trình lịch sử dân tộc. Tới đây bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể chia sẻ thông tin và đóng góp ý kiến cho các chương trình của Đài bằng cách nhắn tin hoặc gọi đến số máy 0888 036199. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.